Du già Bồ Tát Giới Bổn Tập 8 Pháp Sư Thiên Nhân Giảng Chuyển ngữ Hạnh Trơn Biên tập Minh Tâm Thuyết Minh Tuấn Anh Duyệt và Hậu Kỳ VD Kính thưa Hòa Thượng Từ Bi Kính thưa chư vị tỳ Kheo Đại Đức kính thưa ni sư đại tỷ sa di cư sĩ chào quý vị buổi sáng an lành a di đà phật xin mở phần tài liệu bổ sung của bộ giảng nghĩa trang 9. phần phụ biểu thứ sáu giảng nghĩa trang thứ 9 ngày xưa có một bà lão bà suốt đời ăn chay niệm phật nhưng sau khi chết lại bị hắc bạch vô thường đưa đến âm phủ khi bà nhìn thấy diêm la vương rất không phục bảo oán cùng diêm la vương rằng tôi một đời ăn chay niệm phật vì sao đưa tôi đến âm phủ diêm la vương vừa nghe bà hỏi như thế cũng cảm thấy hồ đồ liền nói với thuộc hạ ông đưa phật hiệu mà bà lão đã từng niệm đem đến đây kiểm nghiệm thử xem chỗ nào xảy ra vấn đề ngưu tướng quân lập tức sai tiểu quỷ đem phật hiệu mà bà lão đã niệm dùng sáu chiếc xe bò lớn chở đến ngay trước mặt đại chúng dùng chiếc sàn để sàn thử nói cũng kỳ lạ phật hiệu mà bà lão từng niệm vừa đụng đến chiếc sàn liền giống như bong bóng nước vậy cái này đến cái khác đều vỡ tan, mất tiêu rồi. Thì ra, danh hiệu Phật mà bà lão từng niệm đều là không thật có. Cuối cùng, bên dưới chiếc sàn chỉ nhạt được một cái hoàn chỉnh, mà còn là Phật hiệu trong suốt thấu triệt. Diêm La Vương bèn nghĩ, danh hiệu Phật này sao lại tròn trịa láng mịn như thế kinh ngạc tán thán không thôi ông liền vẫn dụng thần thông quan sát nguyên nhân của nó mới biết được bình thường bà lão niệm phật đều không chuyên tâm khởi vọng tưởng chỉ có một lần lúc trời mưa lớn bị sấm chớp đánh trúng một gốc cây lớn trước hiên nhà bà âm một tiếng thì gốc cây lớn liền bổ ngã bà giật mình liền niệm một câu a di đà phật câu phật hiểu đó chuyên tâm nhất không chút tạp niệm lúc này diêm la vương kiền thành quay về hướng tây chắp tay cầu nguyện phật a di đà lập tức phóng quang tiếp dẫn bà lão vãng sanh cực lạc câu chuyện này nói rõ khi chúng ta niệm phật miệng niệm di đà tâm tán loạn khi chết đến tác dụng của nó thật nhỏ bé bình thường chúng ta cần phải nỗ lực niệm phật chắc thật mới được có người dùng tràng hạt đếm trang hạt có 108 hạt. Niệm chưa bao lâu đã xong. Họ niệm như thế nào? Họ dùng cách hất lên, hất lên. Cứ lần này qua lần khác như vậy, mấy hạt, mười mấy hạt cũng được, một vòng. Niệm chưa được bao nhiêu danh hiệu đã hết một vòng, thật lợi hại. Niệm Phật như vậy, không phải rất lý tưởng. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương nói rằng nhiếp hết sáu căn tịnh niệm liên tục niệm phật cần phải nhiếp cả sáu căn một câu di đà tâm niệm miệng niệm tai nghe nghe rõ ràng nghe rõ ràng sẽ không khởi vọng niệm sau đó một niệm là một tịnh niệm tịnh niệm cần phải liên tục mười câu thành phiến ba ba bốn ba tiếng ba tiếng bốn tiếng, mười câu lặp lại. Tiếp theo, nhập tam ma địa, đây là thứ nhất. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta đây là phương pháp tu niệm Phật. Phải thực hành như vậy. Mỗi niệm, mỗi niệm đều rất chắc thật. Đến khi lâm chung, tác dụng này vô cùng lớn lao lần trước chúng ta nói đến điều thứ ba sân không thọ hối trong tu pháp môn đối trị nói đến phần thứ bảy nguyên văn nói như vậy lại tự tư duy tôi không sanh vào cõi tịnh độ, không não phiền, đã sanh vào cõi uế này, phải nhận lấy não phiền. Nhưng nên điều phục tự tâm để cầu xuất ly, không nên sân hận nó, như vào rừng gai. Nhất định bị gai đâm, chỉ cầu thoát khỏi, không bị sân nhuế đâm chọc. Bản thân lại nghĩ như vậy, tôi không sanh vào cõi nước thanh tịnh chỗ không có lo âu phiền não như vi đề hy bà thỉnh cầu thế tôn cõi nước thanh tịnh chỗ không âu lo phiền não chính là thế giới cực lạc đáng đời ai bảo quý vị đến đã sanh vào cõi uế này đáng bị chịu não phiền đã do nghiệp lực chiêu cảm thọ sanh vào cõi uế này thế giới ta bà có nghiệp ái không nặng không sanh ta bà do nghiệp lực dẫn dắt nên phải chịu khổ não pháp nhĩ vốn phải nhận lấy khổ não này vì vậy ở đây nên điều phục tự tâm nên điều phục tự tâm để cầu ra khỏi tu hành tu hành là không hỏi trước mắt là có lý hay không có lý một khi gặp chuyện chính là nghiệp của mình không có nghiệp sẽ không có những hiện tượng này nếu chúng ta hiểu rõ điều này chúng ta chỉ có thể nói ở trong pháp duyên khởi này chúng ta làm sao có thể cầu ra khỏi được phải có pháp bảo dùng pháp để điều phục bản thân cổ nhân nói bậc trí trừ tâm không trừ cảnh kẻ ngu trừ cảnh không trừ tâm người có trí tuệ gặp phải vấn đề là trừ bỏ niệm chấp trước đó tâm nhiễm trước trừ tâm tâm không điều chỉnh nghiệp đó không tiêu được đi đến đâu nó đều mang theo chỉ cần nghiệp của quý vị chưa tiêu trừ đi đến bất cứ đâu chân trời góc biển nghiệp đều theo quý vị cho nên bậc trí trừ tâm không trừ cảnh Quý vị thường xuyên thay đổi cảnh giới cũng vô ích. Tâm tình tôi không tốt, ra bên ngoài đi dạo một vòng, tạm thời ngưng lại. Không phải không còn, ngày khác lâu lâu lại buồn, lại bắt đầu, tật xấu lại nổi lên. Trước sau đều như vậy, lúc này lúc kia, nhưng nghiệp đó không tiêu trừ được. Cần phải điều phục tâm. Kẻ ngu trừ cảnh không trừ tâm. Người không có trí tuệ thường thuận theo cảnh giới của mình, tâm không thay đổi. Như vậy thì cũng không có cách nào để nâng cao được. Đến quái trời cũng sẽ khởi phiền não mà rơi xuống. Cho nên trong quá trình tu hành, cần phải nhận thức nghiệp cảm duyên khởi này. Do nghiệp chiêu cảm, nghiệp không tiêu, cảnh giới này không cách nào tiêu trừ vì thế chúng ta cần phải trừ tâm nếu tâm điều chỉnh tốt không nên sân hận nó không nên sân hận đối phương nghiệp của chính quý vị như vào rừng gai cũng giống như đi vào trong rừng gai nơi mọc toàn cây có gai quyết chắc bị đâm ai bảo quý vị đi vào chỉ cầu thoát ra không bị sân nhuế đâm ở trong đó chỉ muốn nghĩ cách nhanh chóng xa lìa cảnh giới này không bị sân nhuế đâm chọc không nên nói cái gái này thật đáng ghét sao cứ đâm tôi hoài vì chúng ta có nghiệp tâm của chúng ta vô cùng quan trọng tất cả pháp đều do tâm thức biến hiện ra khi gặp vấn đề xem nội tâm quý vị nghĩ thế nào quý vị nghĩ thông thì không sao còn nghĩ không thông càng tạo nghiệp tương lai vẫn cứ như vậy khổ hoài thôi thứ tám lại tư duy tôi từ lúc phát bồ đề tâm vì hết thể chúng sanh gánh vác trọng trách giả thiết địa ngục khổ còn thấy họ chịu huống chi khổ nhỏ này bèn trái bổn thệ mà không thể nhận nếu tôi không nhận tức tự không điều phục sao có thể khiến họ xả các phiền não vì thế không nên sân lại càng tư duy hơn nữa bản thân phát tâm lớn muốn lợi ích chúng sanh nói rằng tôi gần đây đối trước Tam Bảo phát tâm đại bồ đề muốn vì hết thảy chúng sanh thành tựu an lạc hiện tại và cứu cánh gánh vác trọng trách đảm nhiệm trọng trách như thế khiến chúng sanh lìa khổ được vui cứu cánh đây là việc tôi nên làm giả thiết là khổ của địa ngục còn vì lợi ích cho tất cả chúng sanh vì lợi ích chúng sanh mà đảm đương tiếp nhận huống chi là chút khổ nhỏ này làm trái với thể nguyện trước đó mà không thể nhẫn thọ giả sử tôi không thể nhẫn thọ vậy thì bản thân không thể điều phục bản thân không điều phục được thì có năng lực gì khiến họ hữu tình chúng sanh xả bỏ các phiền não không có công đức đó vì vậy bởi thế không nên sân không nên sanh tâm sân hận này thứ chín phục cánh tư duy nay tôi tu học các hạnh bồ tát trong hạnh bồ tát hạnh nhận tối cao hạnh khổ trì giới cũng không sánh được hạnh này phải do não hại mới thành nếu không có não này tôi hành không thành người này cho tôi đại hạnh nên phải hổ thẹn tạ ơn nếu không hổ thẹn tạ ơn cũng phụ lỗi lầm sâu nặng sao có thể bội ân ngược lại sanh sân nhuí não hại quả thật không nên kinh dạy rằng đề bà đạt đa là đại thiện tri thức đây gọi là gì lại thêm một bước nữa để tư duy hơn, nói tôi nay tu các hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát đại hạnh, lục độ vạn hạnh. Trong hạnh Bồ Tát, hạnh nhẫn cao nhất. Trong hành Bồ Tát đạo, đương nhiên ở nhân gian, trong đám đông, ở trong cảnh giới của chúng sanh hành Bồ Tát đạo, tích lũy công đức mà trong cảnh giới chúng sanh này không phải dễ điều phục như thế. Chúng sanh can cường bạo ác rất nhiều. Cho nên bên trong không thể tránh khỏi một vài cảnh giới đối lập. Nhưng hạnh nhẫn cao nhất. Muốn kiến lập công đức thì phải nhẫn chịu sự ức hiếp của chúng sanh. Cho nên, nhẫn nhục ba la mật vô cùng quan trọng, cũng là thù thắng nhất. Hạnh khổ trì giới cũng không sánh được. Hạnh khổ trì giới không sao sánh được. Trong kênh Di Giáo nói rằng, nhẫn chính là đức. Hạnh khổ trì giới không sao sánh bằng. Công đức của nhẫn nhục đối với trì giới ở trước quý vị có thể trì giới có thể bố thí cũng đều rất tốt nhưng trì giới bố thí không nhất định có thể nhẫn người tu nhẫn nhục họ có thể trì giới có thể an nhẫn có thể tu bố thí cho nên công đức nhẫn nhục này nó là thù thắng nhất giống như cái kho vậy nó có thể nhiếp thọ công đức mà ở trước tu được hàm dưỡng nó bao dung nó không để nó mất đi hạnh này phải do não hại mới thành nếu không có não hại này hạnh của tôi không thành nhẫn nhục ba la mật là phải do não hại của chúng sanh mới thành tựu được giả sử không có não hại của chúng sanh thì nhẫn nhục ba la mật của tôi không thể thành tựu. Không có chúng sanh quý vị nhẫn với ai trong chứng đạo ca nói rằng chỉ vì bán bộ khởi oán thân sao tỏ vô sanh nêu nhẫn lực. Chỉ vì bán bộ mà khởi oán thân. Trong Bồ Tát Đạo thì việc tu hành khi đối diện với cảnh giới của chúng sanh nếu không phải vì chúng sanh đến hủy bán bán bộ chính là hủy bán mà bản thân ở trong đó không sanh khởi tâm oán thân đối lập do cảnh giới như thế bức bách chính mình có thể điều phục tự tâm luôn bảo trì lý tánh không sanh tâm oán thân đối lập giả sử không phải như vậy làm sao biểu thị năng lượng từ bi nhẫn nhục của mình người này cho tôi đại hạnh nên phải hổ thẹn tạ ơn như vậy mà nói thì đối phương đã bố thí cho tôi thành tựu đại hạnh nhẫn nhục ba la mật nên càng phải hổ thẹn cảm ơn đối phương đã ban ân nếu không hổ thẹn cảm ơn đối phương liền cô phụ ân đức của đối phương còn có tội lỗi sâu nặng sao có thể bội ân trái lại sanh khởi tâm sân hận não hại đối với đối phương khởi tâm sân nhuế giận dữ vô cùng không nên trong kinh pháp hoa nói Đề Bà Đạt Đa là đại thiện tri thức. Thế Tôn nói, do nhân duyên đại thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa khiến ta thành tựu đầy đủ sáu ba la mật, từ bi hỷ xã, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho đến 18 pháp bất cộng, vô số thần thông đạo lực, thành bậc đẳng chánh giác, rộng độ chúng sanh. Đều do nhân duyên của thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả. Trong Kinh Pháp Hoa, Thế Tôn đã khai đạo như thế. Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức. Trong Tông Kính Lục, Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ nói, nếu Đề Bà Đạt Đa ác liệt như vậy, tạo ác quá nhiều, lại đời đời kiếp kiếp đi theo Đức Phật, Thích Ca Thế Tôn. Một người tạo thiện, một người tu thiện, một người tạo ác, nghiệp tánh này vốn bất đồng. Vì sao cả hai thường ở cùng một nơi? Có thể thấy, Đề Bà Đạt Đa là Bồ Tát nghịch hạnh. Ngài không phải là người đại ác thực sự. Người đại ác thực sự tạo ác sẽ bị đọa lạc. Sao còn có thể ở cùng Thế Tôn? Đời đời kiếp kiếp ở cùng đều hại Thế Tôn. Nghịch hạnh Bồ Tát này là thành tựu nhẫn nhục ba la mật của Thế Tôn. Thành tựu sáu ba la mực của Ngài khiến Ngài mau chóng thành Phật. Thật là rất quá tâm. Có thể bên cạnh quý vị đều có đề bà đạt đa, nhưng mọi người cần phải thể hội được. Phải thể hội được mới có công đức. Bằng không, chính là kết ác duyên không tốt. Thứ mười, lại tư duy sâu hơn. Nhân duyên vô tánh kinh dạy rằng do tay đau gậy cho đến bản thân nên thành đánh đập. Tôi này không nên nghe ngược sân nhuế đối với họ. Giải thích rằng do người này đánh liền sân nhuế người này cũng do tôi có đánh sao không tự sân hận lại đánh từ duyên khởi. Tức không có tự tánh vì không có tự tánh là tất cánh không có thể đánh thì đánh đã không có sở hữu nhẫn còn không thiết lập huống gì có sân nhụy kinh pháp cũ nói biết sân như ánh mặt trời nhẫn cũng không có gì để nhẫn kinh tư ít nói kệ rằng oán thân và đau trượng đều từ bốn đại khởi là địa thủy hỏa phong chưa từng có thương tổn giả thiết mổ xẻ toàn thân tâm này thường bất động biết tâm không ở trong cũng không sanh bên ngoài các pháp niệm niệm diệt tánh này thường không lập trong không có mắng nhục cũng không có cung kính đạo lý này rất hay thứ mười là dạy chúng ta quan sát pháp thể lại tư duy hơn nữa tư duy sâu hơn về đạo lý của pháp tánh nhân duyên không tự tánh tất cả pháp đều do nhân duyên sanh Dạ thì tất cả đều do nhân duyên hiện ra như nắm đấm. Nắm đấm có hay không? Nắm đấm. Nắm đấm là gì? Nắm đấm là năm ngón tay. Do nhân duyên của năm ngón tay hợp lại, cho nên nắm đấm xuất hiện, vì thế nắm đấm là nhân duyên sanh. Nhân duyên sanh là không có tự tánh. Không có tự tánh của nắm đấm, chỉ là năm ngón tay mà thôi. Thế nên nói nhân duyên không có tự tánh nhân duyên sanh các pháp nó vốn không có tự tánh bên dưới kinh nói có tay đao gậy cho đến thân tôi nên thành đánh đập do tay đao và gậy gỗ của đối phương còn thêm thân thể này của tôi nhân duyên này hợp lại cho nên thành đánh cho nên mới thành tựu tướng trạng đánh đập việc đánh đập này đã là pháp nhân duyên tôi nay không nên ngang ngược tức là không hợp lý khi sân hận quý vị đối phương như chúng sanh này giải thích nói đạo lý này giải thích rằng do người này đánh tức sân người này cũng do tôi có đánh sao không tự mình sân trong pháp nhân duyên bên trong pháp nhân duyên vì tay và đau gậy của đối phương mà thành tựu việc đánh đập tướng trạng đánh đập chúng ta liền sân hận đối phương nếu là như vậy thì trong đây cũng có tôi một phần cũng có thân thể này của tôi pháp nhân duyên mà thôi tôi cũng có một phần như vậy cũng do thân thể của tôi mới thành tựu việc đánh đập Vậy tại sao không tự mình sân hận chính mình? Lại đánh từ duyên khởi. Đánh này là từ nhân duyên hội tụ mà sanh ra. Pháp nhân duyên sanh tức không có tự tánh. Nhất định không có tự tánh của nó. Vì không có tự tánh, cho nên tất cánh không. Tất cánh không tịch. Có thể đánh thì đánh đây là vô sở hữu bất khả đắc trong đó nhẫn còn không thiết lập huống gì có sân hận trong đó nhẫn nhục còn không thể thành lập đều là tất cánh không nhẫn với ai có gì để nhẫn đâu không có nhẫn làm sao có sân hướng chi sân nhuế này nhẫn ở sau đều không có sân hận ở trước càng không thể có trong kinh pháp cú nói biết sân như ánh mặt trời nhẫn cũng không có gì để nhẫn biết sân này sân tâm việc sân hận này chẳng khác nào ánh mặt trời ánh mặt trời ví cho sự không chân thật như thế nào gọi là ánh mặt trời khi vào mùa hè mặt trời lên cao chiếu xuống trên đường nhựa lúc quý vị lái xe nhìn thấy phía trước toàn là nước. Nhưng xe của quý vị cứ chạy về phía trước. Đến gốc cây này, cái trụ điện này, không có nước à. Nước lại ở trước rồi. Chạy mãi, chạy mãi. Cuối cùng vẫn không thấy nước. Đó là vì mặt đất, vì mặt trời chiếu xuống, mới xoanh ra hơi nước. Mắt chúng ta nhận lầm, nhìn thấy một vạt nước. Thật ra không có nước tướng đó là nhân duyên sanh do khí nóng sanh ra chứ không có tánh chân thật không có tánh chân thật của nước đây gọi là ánh mặt trời nay khác nước đuổi theo ánh mặt trời ví cho sự không chân thật sân thì sao sân tôm này chính là không chân thật do sự kết hợp của sự việc mà sanh ra như vậy nhẫn cũng không có gì để nhẫn vì có sân sau đó mới có nhẫn sân giống như ánh mặt trời không chân thật nhẫn cũng không có gì để nhẫn cũng không có nhẫn kinh tư ít nói kệ trong tư ít phạm thiên sợ vấn kinh kệ tụng nói rằng oán thân và đau gậy đều từ bốn đại khởi thân thể oan gia trong đó còn dùng dao dùng gậy một cái là tứ đại bên trong một cái là tứ đại bên ngoài đều do tứ đại mà sanh khởi đều là tứ đại thân thể và oan gia đều là tứ đại bên trong những thứ như đao gậy là tứ đại bên ngoài là tứ đại đối với tứ đại địa thủy hỏa phong chưa từng có tổn thương nghĩa là tứ đại thương tổn tứ đại làm sao thương tổn đây chỉ là tứ đại mà thôi không có gì tổn hại đây gọi là pháp nhẫn tư duy pháp nhẫn nó thuộc về pháp nhẫn giả dạ như mổ xẻ toàn thân mình giả dạ thiết có người đến mổ xẻ tách rời thân thể của chúng ta Tâm này thường bất động, thân thể chính là tứ đại, nó vốn là tứ đại, tứ đại vốn biến khắp, quý vị làm sao mổ xẻ, chính là tứ đại. Đối với nó không chút tổn thương, không chấp tướng. Tâm này thường bất động, tâm niệm này tứ đại này chính là như vậy, vậy tâm thì sao? Tâm này thường bất động. Tâm niệm đó biết tâm không ở trong cũng không sanh bên ngoài. Tâm niệm này có tánh chân thật chăng? Biết tâm không ở trong, ở trong chính là sáu căn bên trong. Tâm không ở nơi căn, sáu căn cũng không sanh bên ngoài, cũng không sanh nơi sáu trần bên ngoài. Không phải từ sáu căn bên trong, sáu trần bên ngoài sanh ra. Tâm này tâm là nhân duyên sanh, nên các pháp không phải tự mình sanh, không phải do bên ngoài sanh không phải cùng sanh, tất cả đều nhân duyên sanh. Bốn tánh truy vấn vào vô sanh, nên nó là vô sanh. Bất vô nhân sanh, tức là nhân duyên sanh, nhân duyên sanh chính là vô sanh, tự tánh vốn không. Cho nên các pháp niệm niệm diệt, tánh nó thường không lập, trong đó không mắng nhục, cũng không có cung kính. các pháp niệm niệm diệt. Tất cả pháp, các pháp này đều là nhân duyên sanh. Nhân duyên sanh, trong kinh Lăng Nghiêm nói tất cả pháp là tại đó sanh ra, tùy chỗ diệt tận. Tại đó sanh ra nghĩa là nhân duyên vừa hội tụ nó liền sanh ra, tùy chỗ diệt tận. Ngay tại đây nhân duyên tập hợp tùy chỗ diệt tận. Nó là vô sanh. Cho nên các pháp là niệm niệm diệt. Vì mỗi niệm, mỗi niệm cũng đều là nhân duyên sanh, đều không có tự tánh. Từng sát na, sát na, sanh diệt. Sát na, sát na, sanh diệt. Tánh này thường không lập không có tự tánh. Giống như thác nước chảy, thác nước chảy chúng ta nhìn thấy là một dòng. Thật ra, mỗi một giọt nước liên kết lại mà thành. Mỗi một giọt liên kết lại, thác nước này là tự tánh không. Mỗi một giọt nước cũng là nhân duyên sanh. Lúc đó thể của nó chính là không. Giọt nước ở sau không vừa qua giọt nước ở trước. Mỗi một giọt đều an trú trong tánh không. Tất cả pháp đều như thế, quý vị nhìn xem ở trong pháp duyên khởi nó biến hóa trong từng sát na nhưng thật ra là bất động. Chúng ta vô lượng kiếp trôi lăn trong sanh tử luân hồi, thân này sanh thì thân kia chết, thân kia chết thì thân này sanh cứ luôn chuyển như thế, lưu chuyển thời gian dài. Thật ra Phật tánh của chúng ta không hề động. Bất động, bất biến. Trong chim sát kinh nói bất động, bất biến. Cho nên tánh nó thường không lập, không có tự tánh. Trong đó không có mắng nhục, cũng không có cung kính. Trong này không có mắng nhiếc, hủy nhục, cũng không có cung kính. Tất cả Pháp đều là giả danh an lập. Cầu tự tánh của nó vốn là bất khả đắc, vô sở hữu, bất khả đắc. Đây là quan sát Pháp nhẫn. Nó có chút thâm sâu. Từ trên góc độ của duy thức mà nói, tất cả pháp là tự biến tự duyên trong duy thức luận nói từng vô tâm với pháp bên ngoài có thể cho tâm làm duyên nhưng do tự tâm sanh trả cho tâm làm tướng từng vô tâm với pháp bên ngoài có thể cùng với tâm làm duyên từng vô tâm với pháp bên ngoài nghĩa là đã từng không có pháp bên ngoài tâm chưa từng có pháp bên ngoài tâm có thể cho tâm làm sở duyên pháp bên ngoài chính là tướng phần năng duyên chính là kiến phần nhưng do tự tâm sanh nhưng do tự tâm sanh tâm này do tự chứng phần biến hiện ra tướng phần sau đó trả lại cho tâm làm tướng tướng phần hiển hiện kiến phần do kiến phần đến phan duyên tướng phần này nhưng kiến phần và tướng phần này đều là tự thể phần của tâm những gì tác dụng của nó hiện ra nhiếp phục quy thể chính là một thức gọi là duy tâm gọi là đạo lý của duy thức đều là tự tâm giữ lấy tự tâm cho nên người tu hành Bồ Tát cần phải thường quan sát Pháp thể. Vốn không phải chân thật, tất cánh không tệt. Do đó, khi gặp phải điều gì cũng đều có thể nhẫn, đều có thể an nhẫn. Nhẫn nhục vô cùng quan trọng. Cổ nhân nói nhẫn nhục để tích lũy công đức lớn. Nhẫn nhục có thể tích lũy công đức rất lớn do nhẫn nhục mà nhiếp thọ tất cả công đức. Nhẫn nhục ba la mật rất quan trọng. Được rồi, giới này chúng ta đã nói qua. Tiếp theo chúng ta cần nói rõ là giới điều bên dưới. Mùa an cư của chúng ta đã qua một phần ba. Một phần ba. Tiết học thứ 8, hôm nay là bài học thứ 8. Ở sau còn có 43 giới kinh, còn có vài điều quan trọng. Chúng ta thuận theo đó để nói rõ. Thứ tư, giới hủy bán chánh pháp. Hủy chánh pháp. Giả nghĩa trang thứ 8. Giả nghĩa của Ngài Tục Minh trang thứ 8. Giới hủy bán chánh pháp. Cũng chính là nói đối với chánh pháp của Đức Phật còn thêm hủy bán hoặc gây ra hỗn loạn khiến cho chánh pháp không thể xiển dương. Trong Phạm Võng Kinh hợp chú đại sư Ngẫu Ích nói, giới điều này cũng gọi là hủy bán Bồ Tát tạng, hoặc gọi là tà kiến, tà thuyết giới. hủy bán Bồ Tát Tạng giống như trong đây nói Pháp tương tự. Tà kiến tà thuyết nghĩa là nói khi giải thích ý nghĩa kinh điển tự xen vào kiến giải của mình không thể phù hợp với ý nghĩa trong kinh điển. Đây gọi là hủy bán chánh Pháp, là Pháp tương tự. Chúng ta xem văn của giới này. Nếu chư Bồ Tát hủy ban Bồ Tát tạng, thích nhạo bán tuyên nói khai thị, kiến lập chánh pháp tương tự. Đối với pháp tương tự, hoặc tự tin hiểu, hoặc tùy nói chuyển, gọi là tha thắng xứ pháp thứ tư. Trong giảng nghĩa nói rằng, đây là do tà kiến phiền não mà phạm, giới này là do phiền não tà kiến mà vi phạm tà kiến sanh khởi tà kiến trong duy thức luận nói tà kiến gọi là hủy bán nhân quả tác dụng sự thật và không nói bốn kiến đều là tà chấp như tăng thượng duyên danh nghĩa biến khắp kiến này có sai biệt trong các kiến thú có chấp tiền tế nhị vô nhân luận tứ hữu biên luận vân vân bất tử kiệu loạn và chấp trước hậu tế ngũ hiện niết bàn hoặc chấp trước tự tại thế chủ thích phạm và các vật loại thường hằng bất biến hoặc chấp trước tự tại vân vân là nhân của mọi vật hoặc chấp trước vào giải thoát nơi các tà ngụy hoặc có vọng chấp không phải đạo coi là đạo tất cả đều như thế đều bị tà kiến nhiếp phục Trong thành duy thức luận nói tà kiến có nghĩa là gì? Là hủy bán. Nhân quả tác dụng sự thật. Nghĩa là nói ngoại đạo ở trong thiền định. Họ thấy người này suốt đời hành thiện. Nhưng lúc lâm chung khởi lên ác niệm rồi, đó lạc vào đường súc sanh, làm rắn đi làm rắn sau khi họ xuất định nói trên thế gian này không có nhân quả thiện cũng không có thiện báo ác cũng không bị ác báo xuyên mệnh không có quy tắc hoàn toàn là tự nhiên mà có cho nên họ hủy bán không có nhân quả hủy bán không có tác dụng là sao nói nghiệp thiện ác không có quả báo của nghiệp thiện ác. Tác dụng này không có loại tác dụng này. Hủy bán không có loại tác dụng của nghiệp lực. Hủy bán không có sự thật vì tôi ở trong thiền định tự thân chứng kiến. Một người suốt đời hành thiện sau khi chết đọa làm thân rắn, làm gì có nhân quả thật sự không có. Đây là hủy bán không có sự thật tà kiến và không phải bốn kiến đều là tà chấp, không phải bốn kiến, không phải bốn kiến, bốn kiến là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến. Không phải chính là ngoài bốn kiến này ra đều không tiếp nhận, đều quy về tà kiến cho nên nói đều là tà kiến. Ngoại trừ bốn kiến này ra thì các loại chấp trước sai lệch đều thuộc về tà kiến. Như tăng thượng duyên danh nghĩa biến khắp, lấy ví dụ để nói, giống như duyên này cái gọi là nhân duyên, sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên, tăng thượng duyên các duyên khác đều không thâu nhiếp, tất cả đều quy về tăng thượng duyên. Cho nên danh nghĩa của tăng thượng duyên rất phổ biến. Nó rất rộng rãi. Nhân duyên, sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên đều không thâu nhiếp, tất cả đều quy về cho tăng thượng duyên, thuộc về tăng thượng duyên. Dùng điều này để ví dụ cho tà kiến, bốn loại kiến khác đều không thâu nhiếp, đều quy hết về tà kiến, nên tà kiến này rất rộng khắp. Kiến này có sai biệt, sự sai biệt của tà kiến này trong các kiến thú có chấp trước tiền tế. Tiền tế, sanh khởi nhị vô nhân luận, còn có tứ hữu biên luận, vân vân Còn có chấp trước bốn loại bất tử kiệu loạn. Cho đến kế trước, trong chủ trương hậu tế, sanh khởi ngũ hiện niết bàn hoặc chấp trước đại tự tại thiên thế chủ còn có đế thích thiên đại phạm thiên vương cho đến các loại vật khác đều là thường hằng bất biến hoặc chấp trước đại tự tại thiên vân vân là nhân của mọi vật là nhân sanh ra tất cả chúng sanh đều là đại tự tại thiên sanh ra hoặc chấp trước vào sự giải thoát nơi các tà ngụy hoặc chấp trước hư vọng không phải đạo mà coi như chánh đạo giải thoát chân thật tất cả đều như trên đã nói đều thuộc về tà kiến thâu nhiếp bây giờ hủy bán bồ tát tạng kiến lập chánh pháp tương tự chính là nói trong nội tâm họ ôm ấp tà tri tà kiến ôm ấp tà tri tà kiến. Trong ba loại nghiệp đạo đều thuộc về nghiệp đạo của ngu si thâu nhiếp. Trong tham sân si, nghiệp đạo của ngu si thâu nhiếp tà kiến. Nếu chư Bồ Tát, đây là thuộc về người có thể phạm, hủy bán tác tạng. Trong giảng nghĩa nói, do tà kiến che lấp tâm, nên đối với giáo pháp không hữu của Đại Thừa, không chút thông đạt, hoặc chấp tánh có, hoặc chấp đoạn vô, cho đến chấp trước các loại tà vọng, đều gọi là hủy bán Bồ Tát Pháp Tạng. Hủy bán Bồ Tát Tạng, tức là do bị tà kiến che đậy chân tâm, tâm thanh tịnh của chúng ta. Đối với trong Đại Thừa, nói về hai đế không và hữu, nghĩa là giáo pháp hai đế chân và tục, không thể thiện xảo thông đạt đôi lúc họ cho rằng vì sao đức phật ở đây thì nói có ở kia lại nói không hình như không dừng lại được do không thiện xảo thông đạt nên chấp trước vào một bên hoặc chấp thể tánh là có đều là có thường kiến hoặc chấp trước không cái gì cũng không có đoạn kiến cho đến làm các loại tà kiến chấp trước hư vọng. Bản thân có tâm như vậy, sau đó còn nói với người khác, đây là bán, hủy bán Bồ Tát Pháp Tạng. Chánh Pháp tương tự, yêu thích tuyên nói khai thị kiến lập chánh Pháp tương tự. Chánh Pháp tương tự này chính là nói y theo ngoại đạo cho đến hai thừa thanh văn duyên giác hoặc y theo một phần của giáo nghĩa đại thừa chiếm được một phần nhưng vẫn thuộc về bất liễu nghĩa hư vọng mà chấp trước thành chân thật có hoặc chấp trước đều không có xoan khởi thường kiến hoặc đoạn kiến nói ra giống như là có căn có cứ nhưng trên thực tế đã rơi vào trong tấm lưới của ái kiến trong hai kiến hoạt và tư hoạt tựa như thật nhưng không phải không phù hợp chân lý xem ra thì giống như thật nhưng trên thực tế thì không đúng những điều nói ra những điều tư duy đều không phù hợp với chánh lý nên biết nói chánh pháp tương tự tức là hủy bán Bồ Tát Tạng, không cần nói lời dèm pha bài xích bôi nhỏ, mà sau đó gọi là hủy bán Bồ Tát Tạng. Chúng ta nên biết rằng, nói chánh pháp tương tự, rất giống chánh pháp tương tự, rất giống với chánh pháp. Đây chính là hủy bán Bồ Tát Tạng, không nhất định phải mở miệng nói lời dèm pha bài xích hoặc hủy bán chỉ trích sau đó mới gọi là hủy bán bồ tát tạng chỉ cần đem cái không phải chánh pháp mà nói thành tương tự với chánh pháp đó chính là hủy bán bồ tát tạng nếu đối với chánh pháp tương tự thâm tâm quý trọng học tập thân cận chấp trước mùi vị gọi là yêu thích vốn có nói như vậy lại vì nó xưng dương gọi là tuyên thuyết thúc đẩy mở rộng thêm khiến hiểu nghĩa này gọi là khai thị tự khai sáng học thuyết mới thiết lập tông chỉ gọi là kiến lập giả sử đối với chánh pháp tương tự thâm tâm bảo ngoạn trân quý giống như bảo vật vậy ngoạn chính là học tập tập cận vị trước. Tập cận nghĩa là thân cận học tập, ái vị nhiễm trước. Đây gọi là yêu thích. Tổ sư ngẫu Ít nói, Quý vị hủy mắng Bồ Tát Tạng, tội này vẫn còn nhẹ. Vì sao thế? Vì quý vị mắng, người ta vừa nghe là biết. Vì nó không thể mê hoặc rối loạn nhân tâm nếu nói chánh pháp tương tự tội này vô cùng sâu nặng vì nó dễ dẫn chúng sanh vào sai lầm nhất không phải chánh pháp quý vị cho rằng đó là chánh pháp lại có hai tình huống dễ nói pháp tương tự hai tình huống loại thứ nhất là nói khi họ còn tại gia trước khi chưa xuất gia có rất nhiều tài hoa kỹ năng sau khi xuất gia nghiên cứu được ít kinh điển sau đó lại bận rộn phúc nghiệp của thế gian họ không còn tiếp tục thâm nhập kinh tạng nữa luôn bận việc phúc nghiệp thế gian thời gian lâu đối với phật pháp cũng có một chút lãnh hội nhưng không thâm nhập tình huống này dễ nói pháp tương tự tức tự mình nghĩ ra loại thứ hai là không xem kinh giáo thích tu thiền định về sau ở trong thiền định bản thân cũng có sự lãnh hội loại này cũng dễ nói pháp tương tự không xem kinh giáo mà đã tu đúng vậy quý vị phải siêng năng nỗ lực chính mình cũng có đôi chút thể hội nhưng lãnh hội quý vị không có giáo để ấn chứng có thì cũng sai lầm cho nên kinh giáo là con mắt của người tu hành chúng ta nên lấy kinh giáo làm tiêu chí chỉ thị cho chúng ta con đường tu hành ra khỏi sanh tử. Làm sao để đạt được thắng nghĩa đế? Do đó, học Phật tu hành, chúng ta cần phải ở trong giới định tuệ mà vung bồi thiện căn Đây mới là chánh đạo, cũng là then chốt nhất. Cho nên, nếu ở trong chánh pháp tương tự, thâm tâm trân quý học tập học tập thân cận chấp trước mùi vị đó gọi là yêu thích vốn có cách nói như vậy nếu quý vị lại bắt đầu vì nó xưng dương đây gọi là tuyên thuyết tiến thêm bước nữa là thúc đẩy tuyên truyền diễn thuyết khiến cho nó rộng khắp phổ biến khiến cho tất cả mọi người đều có thể lý giải ý nghĩa của nó đây gọi là khai thị mà chính mình sáng lập học thuyết mới sáng tạo lập tông chỉ mới tự lập tông chỉ khác đây gọi là kiến lập như vậy bồ tát đối với yêu thích tuyên thuyết khai thị kiến lập chánh pháp tương tự hoặc do nội tâm mình không như lý tác ý phân biệt mà xoan khởi tin hiểu tà kiến này gọi là thầy tà hoặc từ chỗ thầy tà nghe tà giáo rồi tùy theo họ mà chuyển khởi lên các tà chấp gọi là đệ tử của thầy tà đây là hai loại tình huống Nói rằng nếu Bồ Tát đối với yêu thích tuyên thuyết, khai thị, kiến lập chánh pháp tương tự, có hai tình huống loại thứ nhất hoặc là do nội tâm mình không như lý mà tác ý phân biệt rồi sanh khởi tính giải sai lệch như thế tình huống này chính là thầy tà trong giới bổn kinh đại sư ngẫu ích nói ý này chính là nói ý kiến xuyên tạc tà ngộ phát minh ý kiến xuyên tạc Đối với nghĩa lý trong kinh điển không có chánh tư duy, xuyên tạc gán ghép. Tà ngộ phát minh, thường tư duy cũng có sự lãnh hội, nhưng cái ngộ của họ không phải chánh ngộ mà là tà ngộ. Trong kinh Lăng Nghiêm nói tà ngộ phát minh là lấy ý kiến cá nhân của họ rồi tổ chức lại, tự mình soạn ra một mớ đạo lý tà ngộ phát minh, những đạo lý mà họ lãnh hội và chánh pháp của Đức Phật, hai bên có sự trái ngược nhau. Không phải chánh ngộ mà là tà ngộ. Hoặc là theo họ, hoặc là theo họ, các thầy tà khác đến nghe tà giáo. Do đó, vì thế, tùy theo thầy tà mà chuyển. Sanh ra rất nhiều chấp trước sai lệch đây gọi là đệ tử của thầy tà tổ ngẫu ích nói đệ tử của thầy tà là như thế nào lĩnh nạp tà giáo kiên định theo thầy tà lĩnh nạp giáo pháp của thầy tà tà thuyết tà pháp còn kiên định lấy người của tà thuyết làm chủ nhân của họ xem họ làm thầy cho nên kiên quyết theo Kiên cố lấy thầy ta làm bè phái Hai loại tình huống này Một là tự mình phát minh Một là nghe từ người khác Đều là chấp trước sai lệch Giống như tà chánh bất phân này Không những làm hại chánh tri kiến của Bồ Tát còn khiến chúng sanh đuôi mù, không trí tuệ. Như vậy, Bồ Tát tức là vì phiền não tà kiến của họ mà bị nhiếp phục, cho nên gọi là tha thắng xứ Pháp thứ tư. Giống với chánh tà bất phân này, mà còn yêu thích tuyên thuyết khai thị kiến lập, không những làm hại chánh tri chánh kiến của Bồ Tát, trong Bồ Tát đạo có hai điều, thứ nhất là phát tâm Bồ đề, thứ hai là phải đầy đủ chánh tri kiến. Phải chánh tri kiến. Quý vị ở trong đây không đầy đủ chánh tri chánh kiến. Khi quý vị tiếp xúc người khác thì tổn hại sẽ rất lớn. Cho nên nói không chỉ đơn thuần làm hại, chánh tri chánh kiến của Bồ Tát mà còn khiến cho hết thảy chúng sanh đuôi mù thiếu trí tuệ dẫn chúng sanh vào đường mê như vậy vị bồ tát phật tử này đã bị phiền não tà kiến của họ nhiếp phục do đây mà nói nó là tha thắng xứ pháp thứ tư phạm vào tha thắng xứ pháp thứ tư trong đủ duyên mà phạm nói đến thứ nhất thị chúng sanh hướng lên hai cảnh thượng trung để hủy bán Bồ Tát tạng phạm trọng phải hướng đến chúng sanh hạ cảnh chúng sanh của bốn đường khác phạm khinh thứ hai chúng sanh tưởng biết ở trước là người đã biết rồi chúng sanh tưởng Thứ ba, dục thuyết tâm. Tâm muốn tuyên thuyết, hủy bán chánh pháp, tức là tà kiến tìm tòi phân biệt. Sau khi phân biệt cho rằng chấp trước của mình là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Đã có tâm lý giải hư vọng, lại thích tuyên thuyết cho người. Tâm thích nói này là chủ yếu tâm là nguyên nhân chính để tạo nghiệp thứ tư chánh thổ thuyết tự nói hoặc để người khác truyền nói hoặc in thành sách đều như nhau thứ năm tiền nhân lĩnh giải miệng quý vị nói họ nạp thọ tà ngôn của quý vị hoặc quý vị làm thành sách họ mở sách ra sanh ra lý giải mỗi một điều mỗi một điều đều kết tội mỗi loại tình hình biết tuyên thuyết biết nói pháp tương tự này đương nhiên điểm thứ nhất là tâm niệm của họ phát tâm của họ có vấn đề lại nữa lúc họ dụng công không tôn trọng pháp tùy ý không trang trọng cho nên quỷ thần nhiễu loạn nghiệp chướng của họ khởi hiện hành không có thiện thần đến ủng hộ họ. Nếu trong lúc dụng công chúng ta tôn trọng pháp, thành tâm học tập, được thiện thần đến ủng hộ thì chúng ta có thể viễn ly rất nhiều chướng ngại. Điểm này quả thật vô cùng quan trọng. Trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, nơi đại phẩm Bát Nhã kinh có nói như vậy đương thời thích đệ hoàng nhân bạch đức thế tôn rằng thế tôn nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì bát nhã ba la mật cho đến chánh ức niệm không lìa tâm tác bà nhã cúng dường bát nhã ba la mật cung kính tôn trọng hoa hương cho đến kỹ nhạc con sẽ thường thủ hộ người đó Thích Đề Hoàng Nhân đã bạch với Đức Phật rằng Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, họ thọ trì bát nhã ba la mật, cho đến ở nơi chánh ước niệm dụng công, không lìa tâm tác bà nhã, tức không rời tâm bồ đề. Cúng dường bát nhã ba la mật, cung kính tôn trọng, lấy hoa hương cho đến kỹ nhạc để cúng dường. Như vậy con sẽ thường thủ hộ người đó, nếu họ dụng công con sẽ đến thủ hộ họ Đức Phật nói với Thích Đề Hoàng Nhân rằng Này Kiều Thi Ca Chính là Thích Đề Hoàng Nhân Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân muốn đọc tụng Lúc nói bát nhã ba la mật đa Vô lượng trăm ngàn chư thiên đều đến nghe Pháp Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân Nói Pháp bát nhã ba la mật Chư thiên sẽ giúp họ thêm can đảm nếu các pháp sư quá mệt mỏi không muốn thuyết pháp, chư thiên cũng giúp thêm can đảm cho họ, khiến họ càng nói pháp hơn. Trong Đại trí độ luận, Bồ Tát Long Thọ giải thích hỏi rằng: Nói trên trời tự có Bát Nhã, vì sao người đến nhân gian thuyết pháp, giúp họ thêm can đảm, làm tăng thêm sự can đảm cho họ? Trả lời rằng trên trời tuy có bát nhã nhưng vì chư thiên thương xót chúng sanh cho nên đến xuống nhân gian thiên nhân đến rồi ác quỷ liền tránh xa làm tăng thêm sự can đảm cho pháp sư khiến họ yêu thích nói bát nhã lại khiến chúng sanh càng thêm tin hiểu cung kính tin tưởng cung kính vì nhân duyên như vậy mà chư thiên đến lại có người nói Vị cam lồ trên trời Vi tế đượm nhuần Nghĩa là vô cùng vi tế Có thể thấm nhuận, Có thể thấm vào lỗ chân lông Của con người Khiến thiện nam tử bốn đại các căn Mềm mại thoải mái Vui thích mà nói pháp Lúc quý vị thật sự dụng công Thiên nhân gia trì quý vị Giúp đỡ quý vị Đoạn tiếp theo lại nữa. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, đọc tụng, thọ trì, kinh quyển. Ở nơi trú xứ trong tam thiên đại thiên thế giới, tất cả tứ thiên vương thiên, người phát tâm An A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề, đều đến chỗ đó nhìn thấy bát nhã Ba La Mật, thọ trì, đọc tụng, tuyên nói, cúng dường, lễ bái rồi đi. Quý vị có viết sách Thọ trì kinh quyển Ở nơi trong tam thiên đại thiên thế giới Tất cả tứ thiên vương phát tâm bồ đề Họ đều đến chỗ của quý vị Nhìn thấy bát nhã ba la mật Sau đó Thọ trì đọc tụng tuyên nói Cúng dường lễ bái rồi đi Lại nữa Kiều Thi Ca Trong mười phương thế giới các tứ thiên vương thiên cho đến quảng quả thiên, phát tâm a nậu đa la ta miệu tam bồ đề và tỉnh cư thiên cùng với các thiên long quỷ thần, kiên thác bà a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già cũng đến xem bát nhã ba la mật, thọ trì đọc tụng tuyên thuyết, cúng dường lễ bái rồi đi. Cho đến tịnh cư thiên, ngủ tịnh cư thiên, còn có chư thiên khác, rộng, trời rồng quỷ thần kiền thác bà vân vân tám bộ trời rồng cũng đến xem bát nhã ba la mật thọ trì đọc tụng tuyên nói cúng dường lễ bái sau đó trở về kiều thi ca trong tam thiên đại thiên thế giới hết thể các tứ thiên vương thiên cho đến a kani tra thiên và các tứ thiên vương thiên trong mười phương thế giới cho đến a kani tra thiên người phát tâm a nậu đa la tám miệu tám bồ đề ủng hộ là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Các điều ác không được đến gần, trừ khi họ có tội nặng trong quá khứ. Tất cả các tứ thiên vương thiên cho đến đỉnh thiên, sắc cứu cánh thiên. Akanitra thiên chính là sắc cứu cánh thiên. Các thiên nhân phát tâm bồ đề này đều ủng hộ thiện nam tử, thiện nữ nhân. Ủng hộ họ hết thảy mọi ác pháp, chướng ngại, ác ma, vân vân đều không được đến gần. Trừ khi họ có tội nặng trong quá khứ. Đoạn tiếp theo, Đức Phật nói với Thích Đề Hoàng Nhân, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, thấy đại tịnh quang minh, hoặc nghe diệu hương khác, liền biết có đại đức chư thiên đến thấy bác nhã ba la mật thọ trì độc tụng tuyên nói cúng dường lễ bái. Lại nữa Kiều Thi Ca cho nên thiện nam tử thiện nữ nhân tu hành thanh tịnh trong sạch, chư thiên đến chỗ họ thấy bác nhã ba la mật thọ trì độc tụng tuyên nói cúng dường hoan hỷ lễ bái. Trong đó có hàng tiểu quỷ tức thời đi ra, không thể kham nhận oai đức của đại đức chư thiên. Vì đại đức chư thiên đến, thiện nam tử thiện nữ nhân sanh tâm lớn Thế cho nên nơi mà bát nhã ba la mật an trú xung quanh không nên có điều dơ bẩn, nên thắp đèn, đốt hương, rải các danh hoa, dùng các loài hương rải khắp đất, bảo cái tràn phan, các loại nghiêm sức. Chính là nói, khi quý vị dụng công nhìn thấy đại tịnh quang minh hoặc ngửi được diệu hương vô cùng thù thắng chắc chắn biết rằng có Đại Đức Chư Thiên đến, thấy bác nhã Ba La Mật, thọ trì độc tụng tuyên nói, cúng dường bác nhã Ba La Mật lễ bái. Lại thiện nam tử thiện nữ nhân, tu hành thanh tịnh trong sạch, thân hình tịnh khiết, điểm này rất quan trọng. Chư Thiên đến chỗ này thấy bác nhã Ba La Mật, thọ trì độc tụng tuyên nói, cúng dường hoan hỷ lễ bái. Trong đó có tiểu quỷ nhanh chóng đi ra Chạy mất Vì không thể kham nhận oai đức của Đại Đức Chư Thiên Do vì Đại Đức Chư Thiên đến Tâm của thiện nam tử thiện nữ nhân Liền xoanh khởi tâm rộng lớn Đó là ảnh hưởng của tự trường vì thế cho nên nơi mà bát nhã ba la mật an trú bốn bề đều không có các điều dơ bẩn nên đốt đèn thắp hương vân vân đủ thứ trang nghiêm trong đại trí độ luận bồ tát long thọ giả thiết vấn đáp rằng hỏi thân người bất tịnh đầy dẫy bên trong bên ngoài thanh tịnh có lợi ích gì chính là giải thích thiện nam tử thiện nữ nhân tu hành thanh tịnh trong sạch nói trong thân thể con người đều không thanh tịnh Vậy bên ngoài sửa soạn thật sạch sẽ có lợi ích gì? Bên ngoài, vẻ ngoài sửa soạn rất tương tất, có ích lợi gì? Trả lời, sạch sẽ trú xứ đó cho đến y phục, tức bên ngoài sạch sẽ. Bên ngoài sạch sẽ, chư thiên hoan hỷ. Đem trú xứ này sắp xếp ngăn nắp tương tất, cho đến y phục đều gọn gàng sạch sẽ. Lúc chúng ta dụng công trong thế tục đế thì điều này cũng rất quan trọng. Có người không thích tắm rửa. Mồ hôi ra rất nhiều, còn có mùi chua, mùi cá muối rất nặng, họ cũng không thay. Họ dụng công như vậy, chư thiên không đến. Thiện thần không đến không đến ủng hộ quý vị cho nên ở đây nói sạch sẽ trú xứ này cho đến y phục tức bên ngoài sạch sẽ tướng mạo bên ngoài không có gì đáng chê không có không thanh tịnh điểm này rất quan trọng cho nên khi chúng ta ra mồ hôi nên tắm rửa thì phải tắm rửa nếu không cũng phải lau chùi lau sạch sẽ nếu y phục dơ cần phải thay đừng để nửa tháng thay một lần hoặc hai bộ thay phiên mặc, mặc một tháng mới giặt. Như vậy đều không tốt. Bởi vậy, Long Thọ Bồ Tát nói bên ngoài tinh sạch chư thiên hoan hỷ, vì vẻ ngoài của quý vị không có chỗ nào không sạch. Thiên nhân hoan hỷ à. Thiên nhân hoan hỷ. thế như chỗ có quốc vương, đại nhân đến, quần tế thứ dân tránh đi, trẻ con, tiểu dân, những người tuổi nhỏ nhanh chóng rời đi, chư Đại Đức Thiên đến, tiểu quỷ cũng đi như vậy. Đại Đức Thiên đến, những tiểu quỷ này đều chạy hết. Đại Thiên oai đức lớn, tiểu quỷ ở đó đều tránh xa. Khi các Đại Thiên đến gần, khiến tâm người liền thanh tịnh, rộng lớn. Rất có sức ảnh hưởng. Vì oai đức của Đại Đức Chư Thiên quá long trọng, nên tiểu quỷ ở đó đều chạy nhanh, tránh xa, đi rồi. Vì Đại Đức Chư Thiên đến thân cận, cho nên người tu hành này, tâm của họ vô cùng thanh tịnh, từ trường quá tốt. Tâm lượng liền phát khởi ra, tâm rộng lớn. Hành giả, nếu muốn khiến Đại Đức Thiên đến, như trong kinh đã nói, người tu hành giả sử muốn khiến cho Đại Đức Chư Thiên đến. Đến để làm gì? Đến thủ hộ chúng ta. Không phải quý vị giỏi giang đâu. Đừng hiểu sai. Đến thủ hộ quý vị. Ngăn chặn những chướng ngại đó. Chướng ngại của ác quỷ, vân vân Như trong kinh đã nói, giống như trong kinh tuyên thuyết. Nơi quý vị tu hành, bốn bề không có những điều dơ bẩn, trú xứ y phục chúng ta đều phải sạch sẽ lại nữa kiều thi ca thiện nam tử thiện nữ nhân khi thuyết pháp đều không quá mệt mỏi tự thấy thân nhẹ tâm vui tùy pháp nghỉ ngơi nằm ngủ an ổn không có các ác mộng trong mộng thấy chư phật có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp vân vân vô số tướng hảo kiều thi ca nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thấy như là mộng lành, nằm an, ngủ yên, chư thiên giúp thêm khí lực cho họ. Tự thấy thân thể nhẹ nhàng, phương tiện, không quá tham trước, ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc thang. Đối với bốn sự cúng dường, tâm họ nhẹ nhàng, thí như tỳ kheo tỏa thiền, từ trong thiền định dậy, tâm hợp với định, không tham trước ẩm thực, tâm họ nhẹ nhàng. Vì sao thế? Kiều Thi Ca, chư thiên pháp ứng lấy tinh túy của các vị, Giúp thêm khí lực cho họ Mười phương chư Phật Và trời rồng quỷ thần Atula, Kiền Thác Bà Ca Lầu La, Khẩn Na La Ma Hầu La Già Cũng giúp thêm khí lực cho họ Tuyên nói bát nhã Chúng ta nói tuyên nói Phật Pháp Cũng như vậy Có công đức tướng giống nhau Khi thiện nam tử thiện nữ nhân thuyết Pháp Đều không quá mệt mỏi Tự thấy tự cảm thấy thân thể rất nhẹ tâm vô cùng pháp lạc, có pháp lạc. Tùy pháp mà nghỉ ngơi, ngủ nghỉ, thức dậy đều vô cùng an ổn, không có các ác mộng. Giả sử có nằm mộng, trong mộng thấy chư Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô số điềm lành. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thấy mộng lành như thế, lúc ngủ rất an ổn, thức dậy cũng rất an ổn. Chư Thiên giúp thêm khí lực cho họ, thêm khí lực cho họ. Bản thân họ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, phương tiện, không quá tham trước, ẩm thực, y phục, ngỏa cụ, y dược bốn việc này. Không tham trước, tâm vô cùng nhẹ nhàng, giống như tỳ kheo tỏa thiền. Sau khi từ thiền đến vậy, tâm với thế lực của thiền định còn có thế lực đó, cho nên tâm với thiền định tương hợp, thế lực đó còn có thế lực, cho nên không tham trước ẩm thực, tâm họ nhẹ nhàng. Tại vì sao vậy, kiều thi ca chính là thích đền Hoàng nhân, chư thiên pháp ứng, pháp vốn nên lấy tinh túy của các vị, tất cả tinh hoa của ẩm thực, sau đó giúp thêm khí lực cho họ, giúp ích cho người thuyết pháp này tăng khí lực cho họ. Mười phương chư Phật và trời rồng quỷ thần Atula, tám bộ trời rồng cũng như vậy, giúp người thuyết pháp này tăng thêm khí lực. Trong Đại Trí Độ Luận, Bồ Tát Long Thọ giải thích nói: Do vì ác quỷ tránh xa nên thân tâm nhẹ nhàng phương tiện. Đại đức chư thiên đến rồi. Vì ác quỷ viễn ly cho nên thân tâm khinh an. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì nếu ác quỷ đến thân cận, khiến cho thân tâm con người có gánh nặng. Ví như gần người sân nhuế sẽ khiến người ta có tâm sân nhuế. Gần mỹ sắc khiến người háo sắc phát tình. Người tu hành, người thuyết pháp. Do vì nhân duyên á cả trong lẫn ngoài đều viễn ly, cho nên lúc ngủ rất an ổn, thức dậy cũng vô cùng an ổn, không có các ác mộng. Giả sử có mộng nhưng nhìn thấy vô số đoan tướng của chư Phật như trong kinh điển tuyên thuyết. Ý nghĩa này trích dẫn trong Đại Phẩm Bát Nhã Kinh trong Đại Trí Độ Luận nói rõ nói với người tu hành chúng ta. Trong tu hành phát tâm là một. Tiếp theo là lúc chúng ta dụng công. Tất cả phải như Pháp. Quý vị quá tùy tiện, không tôn trọng Pháp, thì không đạt được lợi ích của Pháp. Tiếp đó là thiện thần không đến ác quỷ thân cận. Như vậy sẽ sanh ra thoái xấu. Có chướng ngại. Đây là nói đến hủy bán rối loạn chánh Pháp. Nếu xuất hiện vấn đề này mà không khéo tư duy, ngoài ra họ đối với Pháp cũng không có tâm tôn trọng, rất dễ xảy ra sai lầm. thời gian vừa đúng hết một đoạn tu pháp đối trị bài học sau chúng ta lại nói rõ hơn ở sau kinh văn còn dài hẹn đến hôm khác hồi hướng nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh quảng độ nhất thiết chư hàm thức hết tập tám